Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm trước có một cái dòng hoa lan Dendro Den Liberty White nó mới nở, mình có quay giới thiệu sơ với các bạn. Và hôm nay hoa nó đã nở lên màu rồi, mình xin quay lại cùng các bạn thưởng thức. Hôm nay là màu xanh lá cây nó đã lên rõ rệt. Phần nào màu trắng thì nó là màu trắng, còn phần nào màu xanh lá cây thì các bạn thấy nó thể hiện màu rõ ràng. Còn hôm bữa mình quay á thì cái màu xanh nó còn hơi lờ mờ. Đây là một dòng Dendro nhưng mà nhìn hoa nó đặc biệt và đẹp, và bởi cái viền màu xanh lá cây nó nổi lên đó các bạn. Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ sở thích với mình.